Mình vừa mình xin phép anh chủ. Vừa nãy mình hỏi là anh ơi thế trên tầng này làm cái gì? Thì anh bảo là mình cứ tưởng là trên tầng này á là sẽ ngủ nghe các thứ ở trên này. Nhưng anh bảo chỗ này là cái khu vực mà để thóc lúa gạo các thứ ở trên này. Ngô, các sản phẩm phụ phẩm nông nghiệp các thứ là sau khi thu hoạch về sẽ bảo quản ở trên này. Ồ, đây đây là ngô ha. Đây là lô ngô mà bác thu hoạch về sau đó là bác để đây này các bác này, thấy không? Đẳng cấp chưa? Nhiều chưa? Đó. Và đây là những cái bao tải thóc ở đây. Đây, thóc đây các bác này. Đây. Đó. Đây là toàn thóc nha các bác nha. Rượu, riếc các thứ ở đây trên này hết. Bỏ hết trên này luôn. Đây là toàn thóc này. Từ vụ trước cho ăn hết các bác này. Bỏ trên này nó rất là nóng và nó rất là khô, hanh. Chính vì vậy bảo quản thì được rất là lâu nữa. Đó, đây là một cái bí mật mà thực sự là bây giờ mình mới biết. Mình cứ tưởng là trên này đó là để ngủ nghe cái thứ ở trên này, có phòng ở trên này ngủ cơ. Ra đây là cái khu đó là bảo quản những cái sản phẩm nông nghiệp như lúa hay là ngô. Đây rất nhiều ngô, rất nhiều lúa các bác nhá, mà từ vụ trước ăn chưa hết được các bác ạ. Đó.